Anh Nguyễn mời các bác cắm tay thô nhá. Nghe tiếng súp ra buông, tiếng súp ra thả và tiếng súp ra oánh. Từ quả súp toa, thì đây là dòng súp sở hữu bát 50, từ 2 quay 100, cổ bát cực nặng nhá, 21 cân và 500 cực dày. Một dòng súp VIP của Nhật Bản, được lắp ráp và xuất tại Nhật Bản, cực kỳ đẹp luôn. Ok, đây là anh Nguyễn đang đánh một quả nhá. Em phải là 4 quả, 2 quả mặt và 2 quả hộp. Về công chịu quả. Những dòng súp mà nó 3 cân thì đánh nó mềm. Con này cái bát nó rất là uy lực, mạnh mẽ. Đây gọi là súp khổng long bạo chúa của Nhật Bản. Kinh điển về của bát, cùng gỗ chắc chắn, thiết kế cực đẹp. Hay quá. Một thương hiệu của Toa sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản. Có nghe tiếng bát của anh rất êm, rất rộng, nó đi xa và cực kỳ phê luôn nhá. Nghe nó đã thật đấy. Giá hiện tại là 16 triệu quả thôi nhá, đẹp tới 98%, chuẩn nét. Con này nó kích thước rất hợp lý, rộng 60, sâu 60, cao 70, coi như là hình lập phương quá nhá. Độ suất 720W, 8V, số bát nặng tới 21 kg. Hay quá. Bây giờ phần thứ hai thôi nhá, em sẽ quay nội thất của bát, bác ấy thấy mê luôn như nào không? Hello các bác và anh em nhé. Súp ấy nó là một món ăn không thể thiếu được đối với một dàn âm thanh nghe và hát. Thì súp nó tạo ra tiếng bát sâu, tiếng bát dày, tiếng bát ấm, làm cho bộ dàn hay hơn và có ý nghĩa hơn. Cũng như trong hát karaoke thì súp có nhiệm vụ là cầm phách, cầm nhịp, giúp cho các bác hát được chuẩn nhạc hơn và đẹp giọng ca hơn. Thì trong clip ngày nay, anh Nguyễn lên sóng giới thiệu đến các bác về hai quả súp VIP Pro, có thể nói là khủng long bạo chúa của Nhật Bản bác nhá. Đó là quả súp đến từ hãng Toa và có model là S-Loop 46S-UL1. Thì dòng súp này nó sở hữu một quả bát 50, từ 22-100. Và cái điều đặc biệt của súp này thì cái từ nó cực kỳ dày bác nhá, và quả bát cực kỳ lặng. Đấy, do vậy nó lại chưa được đa không gian từ nhạc sàn, nhạc remix, rồi những cái nhạc mạnh mẽ đều tốt nhá. Thì ngày em phải được 4 quả, trong đó có 2 quả mặt và 2 quả hầm. Em sẽ quay 2 quả mặt trước để các bác có thể xem cái độ khủng khiếp của nó như nào. Thế đầu tiên về thiết kế thùng nhá. Nói về đồ Nhật đi thì bao giờ nhá, nói về đồ Nhật thì bao giờ cái tất cả những cái linh kiện để mà làm lên một cái quả súp ấy, nó rất là đẹp, nó vô cùng đẹp nhá. Đấy, thì dòng này nó là thùng gỗ và sơn nó là sơn màu xám, nó rất bắt mắt và sang trọng nhá. Con này thì nó rộng là 60, sâu là 60, cao 70, nó gần như là hình lập phương nhá, gần như là lập phương luôn. Đấy, chắc chắn gia cố sở hữu là 4 lỗ thông hơi phía trước. Đấy, phía sau này thì rất nhiều các cái ma trận thùng mới đẹp kỳ luôn, có bông thơm luôn nhá, chắc chắn. Dòng này nó là dòng Toa, được sản xuất lắp ráp tại Nhật Bản nhá. Đấy, made in Japan, model là S-Group 46S-UL2, công suất của nó là 720W 8 ohm. Đấy, Toa này là một hãng nó chuyên sản xuất dòng loa lớn, và đây chính là cái giắc kẹp bác nhá của loa, và có thể lắp được jack logic vào hai cái này. Đấy,
là chờ sẵn này. Ok các bác nhá. Thì giờ nó quay cái độ khủng long của nó nào này. Một cái bát súp mà nó phải nói là cái độ dày của nam châm kinh khủng quá nhá. Thường ấy, những cái quả súp như bác đã biết ấy, thì độ dày của nam châm ấy tầm từ 3 đến 4 phân thôi. Nhưng cái độ dày nam châm của này bác nhá, nó dưới 8 phân. Nó cực dày. Đấy. Và có những cái quả xương để nó tạo lên cái bát này vô cùng chắc chắn. Nó chỉ có 4 xương thôi. Nhưng 4 xương này nó quá to không nhá. Cực kỳ to luôn. Hợp kim nhôm. Đấy, chắc khỏe. Và anh em biết rồi ấy, tất cả những cái vật liệu về kim loại ấy, mà người Nhật đã làm từ xe đạp, rồi là những cái hàng gia dụng như là nồi cơm, hoặc là cái xe máy ô tô, thì bao giờ cái chất thép nhá, nó rất đẹp luôn, đúng không? Từ chất thép. Thì con này cũng thế nhá, cực kỳ đẹp. Và có nhìn cái độ chất của cái tư đây, đúng không? Nó một dòng thép lấp lánh 7 màu này, như cầu vồng luôn. Trông độ xám chắc và lì vô cùng. Đấy, như 7 sắc cầu vồng. Đấy, con này là 46 UL bác nhá. Quá dày. Và có cả cao su bọc từ này. Kinh điển. Đấy, bác nhìn này. Nó tương đối dày bác nhá. Cực kỳ dày luôn. Đấy, một quả bát này nếu bác mà dùng một tay không nhấc luôn. Tất cả dinh đẹp như mới bác nhá. Dinh đẹp như mới luôn. Bác nhìn này. Từ cái hình thức côn họng, côn 100 bác nhá. Tất cả còn đẹp mới zin. Sắt xì còn mới cóng. Bê chú là cái này lặng. Là cái bát lên cái. Cái này phải hỗ trợ bác, một mình không làm được. Nó lặng. Đấy. Rồi ok. Bác xem chưa. Con này thì cái tại sao con này em nói con này đánh nó rất là sâu tiếng nhá. Rất chắc tiếng và sâu tiếng. Bởi vì cái màng này nó rất sâu. Nó sâu hơn là 30cm. Đúng không ạ? Màng nó màng sóng là gân lụa tầm dầu 3 sóng. Thì những cái súp mà thiết kế gân lụa tầm dầu 3 sóng thì bao giờ bác nghe nhỏ, nó rất là mềm. Bởi vì khi nó nhiều gân ấy, thì cái độ mềm mại nó cao, độ nhạy cao. Nghe nhỏ thì cái khả năng nó dao động rất là nhanh, nó không delay lắm nhá. Hay con này gân lụa tầm dầu 3 sóng, tiếng súp nghe nhỏ rất là mềm. Và cái đời toa thì bao giờ trên offer nhá, nó ghi hẳn chữ toa luôn. Đấy, thể hiện đúng thương hiệu của toa luôn, bản lĩnh của toa luôn. Đẹp xuất sắc nhá. Hai quả, em phải được hai quả. Đây quả thứ hai thì em cân thử nhá. Thì trọng lượng tầm khoảng 21kg một quả bát này. Đấy. 21kg một quả bát. Khủng long bộ chú này anh em xem này. Đấy. Nó dày kinh khủng quá nhá. Vào đây là quả bát. Hai quả này đẹp như nhau quá nhá. Tất cả đẹp như nhau, xuất sắc hết. Không tì vết. Đấy. Toa. Thì quả súp này em đang bán với mức giá là 16 triệu một quả bao ship nhé. 16 triệu một quả bao ship. Có nhu cầu thì bác sẽ chuyển khoản cho em trước 1-2 triệu nhé. Thì dòng súp này anh em chưa được đa năng luôn. Từ phòng trà, quán hát, rồi gia đình thì mỹ mãn. Đúng không ạ? Tiếng của nó là thôi bạn, phê loại luôn nhé. Phê loại luôn. Mọi thông tin mua sắm phối ghép liên hệ với em trên số máy 0936 583 110. Thì đây hai quả súp mặt, còn em về là hai quả súp hầm nữa nhé. Cũng không kém cạnh đây. Anh em xem này. Đấy. Từ 2 có 100. Xương như vậy nhá. Con này là hầm. Nhìn qua này. Các bạn nào thích hầm và hầm thích mặt mặt nhá. Con này hầm toa. Và con này nó còn phân tần luôn mọi người. Đấy, phân tần luôn nhá. Đây là cái súp của nó. Hình thức cực kỳ đẹp. Con này nó sơn công nghệ ô tô. Rất là bóng, rất là mướt nhá. Được 4 quả thì 2 quả súp hầm và 2 quả súp mặt. Để bạn nhìn. Từ khủng khiếp, sắt từ ống ánh 7 màu. Đấy. Anh Nguyên chào các bác đã theo dõi nhé.